Xin chào tất cả mọi người, đây là video hỗ trợ các kỹ năng kinh doanh của Viện Công nghiệp Thực phẩm Bộ Công Thương. Ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người sử dụng phần mềm Viva Video để ghép các video lại với nhau mọi người nhé. Giả sử khi quay video, mọi người cần ghép 3 video lại với nhau. Mọi người quay thành những video nhỏ và muốn ghép với nhau thì mọi người sẽ sử dụng phần mềm Viva Video. Đầu tiên chúng ta sẽ vào phần Viva Video, chúng ta ấn vào chỉnh sửa. Sau đó thì chúng ta sẽ chọn những video mà chúng ta muốn ghép lại với nhau mọi người nhé. Giả sử mình có 3 video này muốn ghép lại với nhau, mình sẽ ấn chọn 3 video. Sau đó mình sẽ ấn tiếp. Vậy là mình đã ghép được 3 video lại với nhau. Rất là đơn giản đúng không ạ? Và làm thế nào để chỉnh tốc độ video cho nhanh hơn tùy hoặc là chậm hơn tùy mà chúng ta mong muốn, thì chúng ta sẽ ấn vào tốc độ. Chúng ta có thể chỉnh lên 1.5, đây là nhanh hơn, 2, nhanh hơn, hoặc muốn chậm hơn thì chỉnh xuống dưới số 1. Ở phần tốc độ này, mọi người có nhìn thấy chữ giữ nguyên cao độ gốc hoặc giữ nguyên giọng nói đúng không ạ? Nếu mọi người chỉnh xuống lên 2x thì video cũng sẽ nhanh hơn. Nếu mà chúng ta giữ nguyên cao độ gốc thì giọng của người nói vẫn giữ nguyên, nhưng chúng ta bỏ dấu tích này đi thì giọng đã bị bóp méo đúng không ạ? Vậy thì chúng ta muốn giữ nguyên giọng nói thì chúng ta sẽ ấn vào dấu tích. Còn muốn bỏ, không cần giữ nguyên giọng nói để bóp méo giọng có thể là vui tươi hơn thì chúng ta sẽ bỏ dấu tích đi mọi người nhé. Mọi người đang được nghe thử. Mình đã hướng dẫn mọi người cách ghép các video lại với nhau. Nếu chúng ta quay thành những video nhỏ, còn vậy thì trong video chúng ta muốn cắt những cái đoạn video thừa đi thì chúng ta có thể theo dõi video trước, đó là cách cắt sửa video. Mình sẽ thao tác lại một lần nữa. Giả sử trong video này mình muốn cắt đi phần cuối thì mình sẽ ấn vào cắt sửa. Hoặc mình muốn cắt đi phần đầu thì chúng ta sẽ kéo đoạn giới hạn video vào. Chúng ta muốn tách đoạn video này và muốn cắt ở giữa phần này thì chúng ta sẽ ấn vào tách. Sau đó chúng ta sẽ ấn vào cắt sửa mà phần video chúng ta muốn cắt. Chúng ta cắt đi. Mình muốn cắt ở video này thì mình ấn vào video đó và ấn vào cắt sửa và cắt đi. Sau đây mình đã hướng dẫn mọi người cách ghép video. Mọi người chỉ cần vào phần album, chọn những video mà mọi người muốn ghép vào theo thứ tự 1, 2, 3, 4 của xuất hiện của video. Sau đó cắt ghép cho chỉnh sửa phù hợp. Mọi người có thể theo dõi các video trước để biết cách chèn nhạc, chèn chữ, chèn hình ảnh và cho thật là hấp dẫn. Xin chúc mọi người áp dụng thành công và hiệu quả.